Xin chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Như em đã giới thiệu ở các clip lần trước thì Memory là một cái series loa được ra đời bằng cái phác thảo của ngài White Fulton, chủ tịch của Tannoy. Đó, và cái series Memory được các cái kỹ sư và hãng Tannoy phát triển sau khi ngài White Fulton đã lên cái bảng phác thảo sơ thảo với cặp loa này. Đó, và sau đó thì hãng đã thiết kế và phát triển ra cái series Memory để tưởng nhớ tới cái ngày và kỷ niệm tới ngài White Fulton, tức là ngài chủ tịch của hãng Tannoy. Với tất cả những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất, chất lượng nhất khi thời điểm mà phát hành cái cặp loa này. Bởi vì mỗi một cái bản kỷ niệm gì đó thì tất cả các cái hãng đều làm rất là trau chuốt, rất là tỉ mỉ, rất là tập trung. Đó. Và Memory cũng vậy. Ở đời này, ở cái series này thì có rất nhiều các cái dòng loa series Memory. Ví dụ như là Memory H RV kép này, Memory HV kép này, Memory TV kép này, Memory TV kép V kép này, và Memory HE là đời cuối cùng, thưa quý vị các bạn. Đó. Và hôm nay thì bên em đang có về hai cái model, đó là Memory HV kép nằm ở chính giữa và Memory HE nằm ở bên ngoài. Và hai mẫu này thì đều là những cái cặp được bên em tuyển chọn rất kỹ càng, rất là đẹp, nguyên bản, nguyên zin, mộc mạc. Chỉ có Memory HV kép thì sử dụng gân mút, tức là đời này sử dụng gân mút. Thì cái tình trạng chung của gân mút cho tất cả các dòng loa trên thế giới đều là bị mùn sau cái thời gian sử dụng nhất định từ 10 đến khoảng 20 năm. Đó thì bên em đã thay thế bằng một loại gân tốt nhất trên thị trường, bằng đơn vị thay thế uy tín tốt nhất hiện nay tại Việt Nam. Đó. Và Tannoy Memory HV kép thì bên em đang giao lưu với mọi người mức giá là 116 triệu đồng, thưa quý vị các bạn. Đó, và bên ngoài là Memory HV kép thì ở bên em đang giao lưu với mọi người mức giá là 185 triệu. Cặp loa này, hai cặp loa đều sử dụng bát 40 cm với cấu trúc thùng gần tương tự như nhau. Đó, chỉ khác về cái mặt của loa là HV kép thì có vẻ là mang dáng vẻ cổ điển hơn. Mặt được lạng bằng vỏ cây. Đó, rất là đẹp và cổ điển, phù hợp với những anh em thích phong cách cổ điển. Đó. Còn anh em muốn hiện đại hơn thì chúng ta có thể lựa chọn Memory HE, mặt lạng gỗ. Đó. Và nhìn thì mới và hiện đại hơn. Đó, chúng ta yêu kiểu dáng nào, phong cách nhà mà cổ điển, tân cổ điển thì lựa chọn Memory HV kép. Hiện đại hơn một chút thì chọn Memory HE. Đó, với cái mức giá chênh lệch nhau khá là nhiều thì chúng ta hãy cân đối, cân nhắc lựa chọn cho mình những cái sản phẩm nào phù hợp với khả năng tài chính, phù hợp với nhu cầu, phù hợp với căn phòng của chúng ta để chúng ta chơi được lâu hơn, không bị nhàm chán và không bị mau chán, thưa quý vị các bạn. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tiến lại gần hơn để xem chi tiết về hai mẫu loa này. Tannoy Memory HV kép có giải tần từ 29 Hz cho giải trầm và giải cao lên tới 20 kHz, có trở kháng là 8 ohm và độ nhạy từ 92 dB cho tới là 119 dB, thưa quý vị bạn. Công suất từ 120W cho tới 500W, sử dụng củ 40 cm, gân mút màng giấy, tiềng vuông mạ vàng và sử dụng củ là 3839M. Đây là một cái mẫu củ rất là hay. Nặng là 62 kg trên một thùng. Đó, mặt lạng vỏ cây rất là đẹp và cổ điển. Ở phía bên dưới thì chúng ta có hai núm tinh chỉnh ở đằng sau cái tấm bảng logo của Tannoy. Đó, ở bên trong để tùy chỉnh cho giải trung và giải cao. Tùy chỉnh cho giải cao để chúng ta có thể nghe theo sở thích cá nhân cũng như là gu nghe của mỗi người. Em quay chi tiết để chúng ta cùng xem cặp loa Tannoy Memory HV kép, hàng tuyển chọn rất đẹp đang có sẵn tại Bá Hùng Audio. Đây là chiếc bên tay phải và chúng ta cùng xem chiếc bên tay trái, thưa quý vị các bạn. Đó. Cả hai cặp đều rất đẹp nhé. Anh chị em, quý vị các bạn nào có nhu cầu thì rất mong được mọi người giao lưu và được mọi người ủng hộ Bá Hùng Audio. Hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263.
Tiếp theo là model Memory HE. Đây là mẫu loa cao cấp nhất của series Memory. Đó. Và hình thức của cặp này thì cũng rất là đẹp, với thiết kế thùng thì cũng sử dụng hai lỗ thông hơi nằm ở hai bên của vách trước. Chính vì vậy thì việc kê kích cũng rất dễ dàng. Ở phía đằng trước thì chúng ta có phần núm tinh chỉnh được lộ rõ ở bên ngoài, đằng sau cái bảng mặc vàng, mạ vàng này, chúng ta vặn trực tiếp trên đây luôn, rất là tiện lợi. Loa bass cũng sử dụng loa bass là đường kính 40 cm, trên màng loa được ký hiệu chữ ký của ngài White Fortune, chủ tịch của Tannoy. Và cái loa này thì sử dụng là gân gân vải xếp, thưa quý vị bạn, cũng kiềng vuông và được mạ vàng rất là đẹp. Hai cặp loa đều là những cặp loa xuất sắc, được tuyển chọn kỹ càng bởi Bá Hùng Audio đã đưa về Việt Nam để giao lưu với mọi người. Tannoy Memory HE, phiên bản cao cấp bậc nhất hiện nay của series Memory, thưa quý vị bạn. Và cái model này thì có thông số kỹ thuật như sau, có giải tần từ 29 cho tới 22 kHz, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 95 dB, bass là 40 cm, công suất từ 135 tới 550 W, và cân nặng là 62 kg trên một thùng. Nói chung là những cái dòng loa của Memory thì những cái thông số gần như là gần giống như nhau. Đó. Cho nên là anh em thích chơi như nào chúng ta lựa chọn, chúng ta có thể chơi theo sở thích và hình thức của mỗi người khác nhau. Bên em có ship COD trên toàn quốc. Quý vị, các bạn, anh chị em nào có nhu cầu thì đặt hàng và bên em sẽ ship tới tận nhà. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 263 263 hoặc qua trực tiếp shop 32 Vũ Phạm Hàm để trải nghiệm âm thanh thực tế và xem thực tế cặp loa này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.